Nhà đất xin kính chào quý anh chị ạ. Hôm nay nhà đất đang tải lên một mảnh vườn ở tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé quý anh chị. Và đây trước màn hình quý anh chị, đây là cái vườn đất thuộc thị trấn huyện Chư Sê nhé quý anh chị nhá. Một lô đất gần đường Tránh Đông của huyện Chư Sê. Từ vị trí đây chúng ta ra tới đường Tránh Đông, cách lô đất của chúng ta chỉ bán kính trong vòng 50 mét thôi ạ. Theo con đường đây là chúng ta ra tới đường Tránh Đông, tí nhà đất sẽ bay lấy cam quý anh chị sẽ thấy ạ. Và đây, đây là nhà đất đang đứng ở ngay một cái ngã tư. Với mảnh đất này quý anh chị về đây định cư sinh sống thì sau này sẽ là đất khu dân cư nha quý anh chị. Bởi vì lô đất chúng ta từ vị trí này chúng ta về tới đường Tránh Đông chỉ có 50 mét là chúng ta ra tới đường Tránh Đông. Và về tới trung tâm ủy ban dân huyện Chư Sê, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ thì bán kính trong vòng khoảng 3 cây số thôi nha quý anh chị. Chỉ 3 cây số ạ. Một mảnh đất hôm nay nhà đất đang tải lên với có tổng diện tích là 1 hectare 7. Và điều đặc biệt đất của chúng ta có 4 mặt tiền đường luôn ạ. Tức là có đường bao ôm trọn cái vườn của chúng ta. Đây ạ, con đường này thì được hiển thị trên bìa là đất của chúng ta có 2 mặt tiền đường. Tức là đất ở trên này và ở dưới đây là đất chúng ta. Và đây là con đường đi giữa đất của chúng ta đây ạ. Mỗi bên được khoảng 80 mét mặt đường. Tức là hai bên thì khoảng 160 mét mặt đường. Và mặt đường bên hông đây nữa thì tới khoảng cỡ tầm 200 mét nhé quý anh chị. Mặt đường này thì khoảng chiều dài khoảng 200 mét. Đây quý anh chị thấy ạ. Và theo con đường này thì chúng ta ra tới đường Tránh Đông là khoảng 50 mét. Và đường đây cũng ra được đường Tránh Đông. Và đường đây cũng vẫn đi được luôn ạ. Tức là lô đất chúng ta có 4 đường đi, 3 đường đi để vào lô đất chúng ta. Một lô đất đẹp cho quý anh chị nhà đầu tư sinh lời. Hoặc chúng ta có thể về đây định cư sinh sống. Với diện tích này phù hợp cho một gia đình để chúng ta về đây làm vườn, làm trang trại ở đây là quá đẹp luôn ạ. Ở khu vực này nó gần thị trấn ạ. Và đây quý anh chị thấy ở ngay sát vườn của chúng ta thì đây có một nhà đại gia, đây có diện tích khoảng 10 hectare. Bây giờ đang trồng hết cây sầu riêng đây ạ. Cho nên là quý anh chị về đây mà chúng ta để với cái cây đất này mà chúng ta mà trồng cây sầu riêng thì quá đẹp luôn. Với chất đất đỏ màu ba gian, vùng quanh hiện tại bây giờ gia chủ trồng được khoảng 50 cây bơ đã vào vùng vào thu hoạch hết rồi đấy ạ. Cây bơ của anh chị thấy đây ạ. Và gia chủ với trồng được 2.000 bụi chuối, đây gọi là chuối mốc nha quý anh chị. Tức là chuối này là chúng ta để thờ ông bà tổ tiên vào những ngày rằm, ngày Tết đấy ạ. 2.000 bụi chuối nha quý anh chị nhá. Với tốc độ chuối này thì từ giờ tới cuối năm là cho chúng ta thu hoạch đây ạ. 2.000 bụi. Tất cả diện tích đất này đã có đường đi bao quanh và hiển thị trên bìa nha quý anh chị. Một lô đất quá đẹp. Nếu sau này thành khu dân cư thì chúng ta có thể phân lô ra chúng ta bán được ạ. Đất này để nhà đất nhắc lại là thuộc đất thị trấn ạ. Cho nên sau này có thể là nhà đất đã kiểm tra rồi phù hồng, chúng ta có thể lên được thổ cư nha quý anh chị nhé. Con đường này trên hiển thị trên logo bản đồ là có đường từ đường Tránh Đông vào đây ạ. Nhà đất đã test rồi ạ. Con đường này rộng khoảng 10 mét ạ. Đây ạ, đất chúng ta bắt đầu ranh giới là sát nhà đây nhá quý anh chị nhá. Bắt đầu từ đây. Đó, theo hướng này dưới cái xe của nhà đất đó. Là theo chiều mặt đường đây là đất chúng ta trải dài được khoảng 200 mét. Và hai mặt đường kia mỗi bên 80 mét ạ. Khoảng trên 200 mét cái mặt đường này nhé quý anh chị. Mặt đường này rộng khoảng 10 mét nhé quý anh chị. Một lô đất quá đẹp. Và điều đặc biệt đất chúng ta nói về nguồn nước thì bao nước cho quý anh chị luôn. Mương nước thủy lợi chảy ngay trên vườn của chúng ta. Đó, cho nên chúng ta chỉ cần đặt máy xuống là chúng ta hút điện thôi ạ. Là chúng ta bơm nước thôi. Dân cư ở đây thì bà con cũng ở đây sinh sống. Đông đúc nhé quý anh chị nhé. Một lô đất quá đẹp luôn ạ. Đấy, dân cư bà con ở đây sinh sống đây ạ. Với lô đất này thì chúng ta định cư sinh sống ở đây thì thuận tiện cho con em chúng ta ở đây để chúng ta ăn học sinh hoạt. Ở ngay gần sát lô đất chúng ta đây, chỉ cách khoảng hơn một cây số là chúng ta ra tới cái chợ Mỹ Thạch ở đây nhá quý anh chị. Rất chi là gần. Và trường học cấp 3, bệnh viện ở ngay đây ạ.
với chất đất đỏ màu ba gian đất chúng ta bằng nha quý anh chị, tuyệt đối bằng đó. Tí như đất sẽ bay lại cam, quý anh chị sẽ thấy vị trí lô đất và đường tránh đông rõ hơn ạ. Với tổng diện tích để nhà đất nhắc lại là 1 hectare 7 trên bìa đất sử dụng 1 hectare 9 và có 3 mặt tiền đường. Trên cây thì trên đất thì hiện tại bây giờ có 2.000 bụi chuối mốc và có khoảng 50 cây bơ. Bơ thì gia chủ trồng vùng quanh ranh giới ạ. Với cái giá gia chủ đưa ra là lô đất này thuộc thị trấn nha quý anh chị nhá. Chúng ta có thể làm đất lên được thổ cư sau này. Cho nên gia chủ đưa ra một cái giá là 3 tỷ 500 triệu. Bao sang tên bìa đỏ cho quý anh chị, tổng cái diện tích đây ạ. Nghe thì giá cao nhưng mà nó có giá trị ạ. Bởi vì đất chúng ta thuộc đất thị trấn và gần thuận lợi, gần thị trấn, gần đường quốc lộ 14 và gần đường Tránh Đông. Thì chúng ta có thể định cư ở đây. Cái mương thủy lợi nó nằm chỗ nào nhỉ? Cái mương thủy lợi có kêu có mương thủy lợi. À, tức là đất chúng ta có 2 mương thủy lợi, một cái ở trên đầu vườn cách ở nhà kia và một mương thủy lợi thì ở bên dưới đuôi vườn chúng ta. Thì nói về nguồn nước thì quý anh chị bao nước cho quý anh chị ạ, không phải lo về nước. Quý anh chị thấy những cây bơ ạ, cây bơ này đã được gia chủ trồng cách đây mười mấy năm rồi đấy ạ. Nhìn thấy cái gốc bơ đấy ạ. Và một số cây bơ thì nói chung toàn bộ diện tích này thì bơ đã vào thu hoạch hết rồi ạ. Đấy, trái bơ đây quý anh chị thấy ạ. Đây, bơ. Bơ thì thôi chúng ta không tính rồi, trồng vùng quanh để cho mát đã. Có cây để ăn trái thôi. Còn với cái giá bơ ở cái thời điểm này thì cũng không có thu nhập được. Đây ạ, đất tuyệt đối bằng nha quý anh chị. Chất đất đỏ màu ba gian, không có một tí sỏi đá nào. Nếu ở đây chúng ta định cư, chúng ta làm một cái vườn trang trại, hoặc chúng ta có thể xây nhà yến ở đây thì quá đẹp luôn ạ. Đây ạ, tức là đất chúng ta, để nhắc lại, tức là con đường này nó đi ngang qua cái vườn của chúng ta. Thì đất chúng ta có 2 mặt tiền đường, ở bên dưới và bên trên là mỗi bên 80 m, và mặt đường trên kia thì khoảng trên 200 m. Rồi, quý anh chị nào quan tâm tới lô đất đây thì liên hệ ngay với nhà đất, số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 và kết nối Zalo trực tiếp với số đây để nhà đất chụp bìa đỏ pháp lý cho quý anh chị tham khảo ạ. Quý anh chị là quan tâm tới lô đất đây thì liên hệ ngay với nhà đất để nhà đất tư vấn kỹ hơn và đưa quý anh chị về đây trực tiếp xem vườn ạ. Và xin mời quý anh chị theo dõi livecam để biết vị trí lô đất nó thuận tiện thế nào ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.